Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy, trên một con đường nhựa, khu này là khu dân cư quý vị nhé. Dân cư rất là đông. À, chỗ này có cả biệt thự nữa. À, đây này, ngay đây rồi. À, tức là ý muốn nói là đây là khu dân cư. Đây quý vị thấy có cái bồn nước đây này. À, bên trong này còn có cái hẻm đi sâu bên trong này nữa. Đây, nhà cửa đây quý vị này. Đấy. Đó, nhà đấy. Đấy, cái bồn nước này. Đấy, bồn nước này. Đấy, nói chung là khu này đông dân lắm. Có cả đèn đường nữa. Đấy, đèn này. Cái đèn này người ta là làm đèn đường này, đó. Đây, đèn đường đây. Ý tôi muốn nói là khu này khu dân cư. Đấy, tối người ta thắp đèn lên này. Đấy, các cột điện đều có đèn luôn. Đấy thì giới thiệu quý vị một lô đất này là cách cái hồ sông Dây khoảng cây số. Ra đường tỉnh lộ 328 thì khoảng hơn cây. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở đây là diện tích là 2 sào, 2000 m2, hiện chia làm 2 sổ. Chiều ngang của mặt đường này là 34 m. Chiều ngang mặt đường 34 m, đất tương đối vuông vức. Đó. Đấy, sâu vào kia 70 m. Đấy. Thì hiện chia làm 2 sổ, một sổ chiều ngang 20, một sổ chiều ngang khoảng 14 m. À, chính xác nó là 14 m 3. Chiều ngang là 34 m 3. Đấy. Đất đai thì là bằng phẳng nhá. À, đất đỏ rất là màu mỡ. Đây, dân cư ở đông đúc. Đấy, đường đây là đường chính quý vị nhá. Thì lô đất này đang chào bán là 1 tỷ 4 80. Còn thương lượng, giá còn thương lượng cho 2 sào đây. Đến cái chỗ bông gòn đây. Đó, chạy thẳng vào rất là vuông vức. Đấy, sâu trên kia. Đấy thì sơ bộ cho quý vị biết một lô đất phía này là người ta đang trồng sầu riêng này, rất là to này, cây to đẹp thật đấy. Đấy, vườn trái cây. Đây, sầu riêng quý vị này. Đấy, về nhà mình làm một cái vườn như này đó, quá đẹp luôn. Làm cỡ 5 cây sầu riêng là tha hồ ăn. Rồi trồng vài những loại cây khác, mỗi loại một cây thôi, mít một cây hay là chôm chôm một cây, xoài một cây vân vân. Măng cụt này, sầu riêng thì trồng nhiều hơn tí, ví dụ thế. Mít trồng 2 cây chẳng hạn, vài cây là đủ ăn. Đấy thì giá đang chào bán là 1 tỷ 4 80. Đây nhà đây, đối diện thì phía này có biệt thự này. Đấy, thì muốn nói là nhà ở đây người ta làm ở đông đúc, dân cư san sát nhau luôn. Đây đèn đường luôn. Đấy, chỗ kia như người ta còn làm cái lán gì luôn. Đây, nhà đây, nhà to vật vã luôn. Thì một lô đất là chiều ngang này, cái này chiều ngang rất là rộng, chiều ngang tới 34 m. Đấy, để tôi đi lên đây một chút để quý vị thấy hình dung là khu vực này dân cư người ta như thế nào. Đấy, nhà cửa ở ra sao. Đây nhà đây. Đó, hàng xóm, để xem hàng xóm khu vực này nó ra sao nhá. Đấy, đây là nhà này to, bên này cũng vậy luôn. À, biệt thự to tướng luôn. Đấy, để quý vị biết được là khu vực này nó dân cư là người ta ở rất là đông nhá. Đó, giá bán là 1 tỷ, dưới 1 tỷ rưỡi, 2 sào, khu dân cư nhá. Đang chia làm 2 sổ rồi. Đây quý vị thấy nhà này rất to nhá. Quá to luôn. Rồi quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản. Quý vị thấy thông tin này hữu ích thì có thể chia sẻ cho người thân bạn bè mình biết đến kênh bất động sản của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.